Hồ Ngọc Hà chia sẻ về bệnh tình hiện tại và vụ trộm ghé thăm biệt thự. Có thông tin cho rằng ca sĩ Hồ Ngọc Hà mắc bệnh nặng nên phải hủy chuyến lưu diễn ở Mỹ. Cô chính thức lên tiếng giải thích trong buổi giao lưu với người hâm mộ khuya 13 đến 10 trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết cô bị sốt và viêm phế quản nặng, không bảo đảm thể lực nên khó có thể mang đến cho khán giả những màn trình diễn ưng ý nhất. Đó là lý do cô quyết định hủy show diễn ở Mỹ. Hà gửi lời xin lỗi đến khán giả ở Mỹ vì không có những buổi biểu diễn thành công được diễn ra. Hy vọng khán giả kiều bào sẽ thấu hiểu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà nói. Hồ Ngọc Hà cũng thông báo lịch trình tiếp theo ở trong nước. Theo đó, cô sẽ tham gia buổi diễn được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 13 tháng 11. 10 ngày qua thật sự là một thử thách rất lớn đối với Hà từ sức khỏe đến tinh thần. Mọi thứ cũng đã qua và Hà đã dần hồi phục sức khỏe của mình, Hồ Ngọc Hà nói thêm. Hồ Ngọc Hà cũng cho hay gia đình cô đã gặp một số chuyện không vui và cũng đang được phía công an hỗ trợ. Hà hy vọng việc nào ra việc đó sẽ giải quyết được trong thời gian sớm nhất, nữ ca sĩ bày tỏ. Trước đó, người thân Hồ Ngọc Hà trình báo việc biệt thự tại phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị trộm đột nhập và lấy đi khối tài sản lớn, gồm 20 lượng vàng, 100.000 USD cùng nhiều loại trang sức có giá trị. Khối tài sản bị mất cắp ước tính lên tới vài tỷ đồng.